Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 244 ca dương tính mới, trong đó có 237 ca cộng đồng. Các ca mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: huyện Mỏ Cày Bắc 48 ca, thành phố Bến Tre 39 ca, huyện Mỏ Cày Nam 38 ca, huyện Bình Đại 33 ca, huyện Châu Thành 25 ca, huyện Dòng Trơm 24 ca, huyện Chợ Lách 16 ca, huyện Thành Phú 12 ca, huyện Ba Tri 5 ca. Ca nhiễm có địa chỉ cư trú ngoài tỉnh là 4 ca, trong đó 1 ca cư trú ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 1 ca cư trú ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, 1 ca cư trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và 1 ca cư trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Tổng số ca mắc cộng dồn là 6.326 ca, cộng dồn số ca ra viện là 3.085 ca. Trong ngày, Bến Tre ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc COVID-19. Địa chỉ cư trú tại huyện Mỏ Cày Nam, cộng dồn số ca tử vong là 61 ca. Toàn tỉnh có 10.227 trường hợp đang cách ly, trong đó F1 6.953 trường hợp, F2 3.130 trường hợp, người về từ vùng dịch 144 trường hợp, 13 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 1.058 trường hợp cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 9.156 trường hợp.